Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, trong mấy ngày vừa qua tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, một trận mưa kéo dài gây lũ quét đã tàn phá kinh hoàng nơi đây. Hàng ngàn xác chết kèm mùi hôi thối của con người trôi nổi trên những dòng sông và một vùng đất công nông nghiệp ở tỉnh miền Nam nước này. Theo Nhân dân Nhật Báo Online cho biết, cơ quan y tế và an toàn của tỉnh Quảng Tây đang xử lý và khử trùng khoảng 1.600 xác chết sau khi nước lũ tràn ngập qua các vùng hạ lưu, làm rất nhiều người và gia súc chết. Được biết, các khu vực nằm trong một thung lũng ở thành phố Tô Châu được bao quanh bởi các dãy núi thẳng đứng nên mực nước dâng cao lên nhanh chóng sau những trận mưa như chút nước không ngừng. Hình ảnh của các tòa nhà trang trại ở thung lũng hẻo lánh bị ngập lụt đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy hàng ngàn xác chết trôi nổi cùng với rác thải và các mảnh vỡ thật đáng sợ. Các chuyên gia thời tiết cho biết lượng mưa gần 400mm rơi xuống chỉ trong vòng 20 giờ, gây lũ quét khắp khu vực. Trong một số trường hợp, nông dân đã tìm cách để đưa súc vật đến những nơi an toàn. Nhưng tại trại lợn ở Giao Đại Hóa, các nhân viên trong trại đã không thể sơ tán kịp thời. Một nhân viên nói, mực nước tăng từ 0 đến hơn 1 mét chỉ trong vòng vài phút và chúng tôi không biết phải làm gì và cuối cùng chúng tôi phải chứng kiến cảnh hàng chục nghìn xác chết của động vật bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Mặc dù đa số người dân cũng biết bơi nhưng do lũ xiết và bị mắc kẹt trong các vòng xoáy nên không thể thoát ra khỏi dòng nước lũ nên đã bị chết. Chỉ khi mưa tạnh và nước bắt đầu rút dần thì mọi người chứng kiến mức độ thực sự của thảm kịch này. Với hàng trăm ngàn cái xác trôi nổi đầy vùng, hiện các cơ quan y tế và an toàn phải đối mặt với nhiệm vụ loại bỏ toàn bộ xác chết, đảm bảo rằng chúng được khử trùng và hỏa thiêu. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Weibo của Trung Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại rằng xác con người có thể chôn cất và hỏa thiêu, nhưng lợn, gà, trâu, bò, gia súc thì không. Chúng có thể tái hóa thành những thịt lợn và được tiêu thụ tại các chợ địa phương hoặc tại các nhà hàng thức ăn nhanh. Đây là điều mà các quan chức trên nên chú ý. Các quan chức nhấn mạnh rằng tất cả các xác sẽ được xử lý và hứa rằng họ sẽ không để bất kỳ ai đưa thịt chúng lên bàn ăn. Được biết, trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt liên tục cho 40 quận tại 10 thành phố ở Tứ Xuyên và Hồ Bắc, Vũ Hán của Trung Quốc, làm cho gần 10.000 người chết và 2.000 người khác bị mất tích. Theo ước tính, tổng số gần 6 triệu người và 4.900 hecta cây nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo mưa lũ lên cấp 3 ở một số tỉnh miền Tây nước này sau khi diễn biến thời tiết đột ngột xấu trở lại. Theo Tân Hoa Xã, dự báo những trận mưa cực lớn cũng sẽ trút xuống ở các khu vực, địa bàn và các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và Tứ Xuyên thuộc phía Tây Trung Quốc, một số nơi có khả năng xuất hiện lượng mưa trên 200mm một giờ kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh rất nguy hiểm. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam về lũ lụt tại các địa bàn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc. Chính quyền các địa phương cũng đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với lũ lụt, lở đất, lũ bùn. Những hoạt động ngoài trời ở khu vực dễ xảy ra thiên tai bị cấm hoàn toàn cho tới khi có thông báo mới. Mưa lũ đã khiến cho hơn 600.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. 31 con sông trên địa bàn tỉnh này hiện đã vượt quá cảnh báo lũ. Từ đầu tháng 8 tới nay, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc đã xảy ra ở các tỉnh phía Nam, khiến gần cho 25.000 người thiệt mạng và mất tích, 31 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế lên đến 25,78 tỷ đô la Mỹ. Trong lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là một loại thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho người dân. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ ở Trung Quốc, trong đó phải kể đến các yếu tố như khí hậu, địa hình và sự phân bố dân cư. Theo CCTN, Trung Quốc có 5 vùng khí hậu, hầu hết khu vực phía đông và phía nam của nước này nằm trong khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới và gió mùa. Điều này đã khiến khí hậu ở các vùng này trở nên nóng ẩm, gây ra mưa lớn thường xuyên, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, tăng khả năng xuất hiện lũ lớn. Năm nay, lượng mưa ở khu vực phía đông nam của Trung Quốc đã cao hơn đáng kể so với những năm trước đây. Còn ở lưu vực sông Dương Tử, lượng mưa trung bình năm nay cao nhất trong vòng 60 năm qua, khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.
Về địa hình Trung Quốc hình thành từ các cao nguyên đồng bằng, bồn địa, đồi núi. Địa hình Trung Quốc phía Tây thấp hơn ở phía Đông giống như một cầu thang ba bảng. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, vào năm 2012, khoảng 738.000 m² đất bao gồm hầu hết các khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đều thấp hơn mực nước lũ ở các con sông chảy qua vùng đồng bằng. Trong mùa lũ, những khu vực này dễ bị ngập lụt nếu vẽ một đường thẳng từ thành phố Hà Bắc, Hắc Long Giang đến thành phố Đằng Sung, Vân Nam. Ta sẽ thấy rõ một con đường gọi là đường hồ xuất hiện trên bản đồ. Đường hồ bao gồm các hồ lớn, nhỏ liên tiếp nhau. Trung Quốc có lịch sử nông nghiệp hàng nghìn năm. Từ thời cổ đại, người Trung Quốc đã sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Việc sống sát các hồ lớn đảm bảo mùa màng bội thu vì có nguồn nước dồi dào và đất đai màu mỡ. Vì vậy, ở Trung Quốc, những tỉnh thành có sông, hồ lớn luôn thu hút nhiều người tới định cư. Các thành phố với dân số hơn 10 triệu người bao gồm Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu, Vũ Hán đều nằm ở phía đông của đường hồ. Đây là nơi sinh sống của hàng chục triệu người và có ý nghĩa kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng sát bờ sông khiến diện tích đầm nước ven sông bị mất đi nước lũ, vì vậy chảy xiết hơn, dễ tràn vào các khu đô thị và gây thiệt hại nghiêm trọng. Dãy mây mai cũng kết hợp với biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến mưa lũ năm nay ở Trung Quốc kéo dài và nghiêm trọng hơn. Kính thưa quý vị khán giả, trong một diễn biến khác có liên quan, gần đây ở Trung Quốc đại lục liên tục chìm trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Nếu buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão tố nổi lên thì kế tiếp lại là sấm chớp kinh người kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong khi một số khu vực khác thì mưa đổ như thác thay vì sét đánh xuống đất như quy luật tự nhiên phải thế. Nhưng tại thành phố Tương Hưng, Trung Quốc lại xuất hiện hơn 10.000 lượt sét đánh chổng ngược lên trời. Theo báo Daily Mail đưa tin, vào ngày hôm qua tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đang phải hứng chịu một trận bão với mưa lớn và sấm sét. Camera giám sát đã quay được cảnh người đàn ông họ Jan đang đứng trên chiếc thuyền của mình thì bất ngờ bị tia sét cực mạnh giáng xuống. Sau cú đánh, nạn nhân đã ngã ngửa về phía sau. Với những người xung quanh cùng nhân chứng trong chiếc xe hơi đang đi ngang cho biết, việc xảy ra quá đột ngột đã làm cho họ kinh hoàng và sốc. Thuyền của nạn nhân xếp cùng với dãy của nhiều thuyền khác bên dưới lòng cầu. Sau khi bị sét đánh trúng và được xe cứu thương đưa tới bệnh viện nhanh chóng, nhưng nạn nhân Jan vẫn không thể qua khỏi do bị thương quá nặng. Kính thưa quý vị, những tia sét ngược này tạo ra một quang cảnh kỳ lạ trong cơn giông bão khi ngọn sét hình thành trên mặt đất và đạt nhiều tia trên trời. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái, đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc, đồng thời độ sát thương vô cùng cao, gây nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều người dân Tương Hương cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn giông và hàng chục ngàn tia sét kinh người này lên mạng xã hội. Cụ thể, trong các video được người dân quay lại có thể thấy được những tia sét kỳ lạ này hình thành trên đỉnh của các tòa nhà chọc trời sầm uất tại Tương Hưng. Chúng đánh ngược lên những đám mây ở độ cao hơn 9.000m. Theo Reuters, vào buổi sáng ngày hôm nay thì Tương Hưng thời tiết rất nóng, buổi trưa nhiệt độ gần 35 độ C, sau đó liên tiếp trong 8 giờ tiếp theo, Tương Hưng đột nhiên có mưa dông kéo đến sấm sét đùng đùng cùng với mưa như chút nước. Theo thống kê được công bố sáng nay bởi Trung tâm Kỹ thuật Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Tương Hương, từ khoảng 19h45 phút đến 23 giờ tối cùng ngày, có lần sét đánh ở Tương Hương có tới gần 10.207 lần với trung bình 120 tia sét một phút. Hiện tại chưa có báo cáo đầy đủ về thương vong, nhưng hiện tượng kỳ dị này đã khiến Tương Hương mất điện trên diện rộng và đây chắc chắn là sẽ lưu đầy sổ sách về thảm họa thiên tai hiếm gặp tại Trung Quốc. Một công dân sống tại quận Hán Khẩu, Tương Hương đã nói với Reuters rằng thật kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng sấm sét ngập trời như vậy. Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy nhà hàng xóm của tôi. Nó làm tôi sực tỉnh dậy và cứ tưởng rằng là động đất. Năm nay đúng là một năm đầy bất thường. Cũng có cư dân mạng khác nói rằng đang ăn cơm tối thấy tự nhiên sét đánh từ dưới mặt đất lên và thấy kỳ lắm rồi. Kèm theo cả âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này hàng ngàn tia sét thi nhau chiếu sáng cả bầu trời đêm vì bị dọa cho đến sợ khiếp vía. Vì sét đánh trong trời giông bão không còn điều lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên, trong năm 2002 này, hiện tượng này tại Trung Quốc đang khiến cho nhiều người lo ngại cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió. Các cabin quay đón gió thường được đặt trên núi cao nên rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cự từ sét, đặc biệt là sét chổng ngược.
Kính thưa quý vị khán giả, trong 2 ngày qua được coi là những ngày đại nạn cho Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao trong chính quyền cũng như người dân Trung Quốc khi mưa lũ sấm chớp liên tục được cho là lớn nhất gần 51 năm qua tấn công thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều thành phố khác, làm giao thông hỗn loạn. Cơn thịnh nộ của thần sấm, thần sét cũng đang làm cho Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc toát cả mồ hôi, mất ăn mất ngủ khi đánh trúng và vỡ tan tành bức tranh của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn, một biểu tượng của Đảng Cộng sản và đất nước Trung Quốc. Cùng thời gian trong ngày, sét đánh làm đổ sập hoàn toàn bức tượng cao 10 mét của Tập Cận Bình ở núi Hoa, Sơn Trung tại Thiểm Tây, quê hương của ông ta. Ngoài ra, sét cũng đã viếng thăm nhiều quan chức Bộ Quốc phòng, hai viên chức Bộ Ngoại giao, biến các quan chức trên trở thành nạn nhân với thi thể gần như cháy đen. Sét còn đánh làm sập 1/4 tòa nhà thị chính thành phố của nước này, khiến cho nhiều tướng lĩnh và sĩ quan đang làm việc tại đây thiệt mạng. Trong đó có nhiều viên tướng diều hâu chuyên kích động thúc đẩy cuộc chiến với Đài Loan và Việt Nam. Thảm họa trên làm cho hơn 540 người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tử vong. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.